Mi 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 thầy nhờ con này xíu. Thầy đang nấu cơm, con vô con rửa giùm thầy xíu rau củ đi con. Ủa gì vậy? Quên, bây giờ con phải đi đưa đồ cho nhỏ bạn nha, con trả cho nó. Nóng nực vậy mà đi đâu, mà con định gửi cho nó gì? Thì mấy cái quyển tập này nè, con trả cho nó chưa có học thì nó sắp thi tới nơi rồi nha, bây giờ con đi nha. Để thầy. Alo. Alo Huy hả? Tao nhận được rồi nha, tao cảm ơn mày nhiều. Nhanh vậy? Khải ơi. Ủa? Quét hộ thầy cái nhà cho chuẩn bị dọn cơm ăn nè. Thôi chết tôi, em phải đi giao đồ cho sếp. Ôi dạo này hay quên quá. Ôi. Hay ghê luôn á, từ nhà lên công ty gần 1 tiếng mà cứ hay quên. Cái tính em nó hay quên giờ phải giờ sao? Thôi giờ phải đi đây. Nhưng mà đồ gì? Đây. Để thầy. Ủa gì vậy? Alo. Khải ơi, chị nhận được rồi nha. Cảm ơn em đã luôn hết mình trong công việc cũng như là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị sẽ tuyên dương em trong cuộc họp tập đoàn sắp tới nha. Sao nhanh vậy chị? Ủa thầy béo, sao thầy giao nhanh vậy? Là tại vì Grab Express đang có bảo deal giao hàng tặng mỗi người 6 mã giảm lên tới 50%. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, chuyện ship đồ đã có Grab Express lo. Mời để. Từ con đói quá à. Cơm thì có rồi, giờ muốn ăn không? Có. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp công an, vui công an đi.